Như chúng ta cũng biết, Việt Nam từng trải qua thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc và chịu sự chi phối rất lớn của triều đình phong kiến phương Bắc. Và đến tận ngày hôm nay, các dấu ấn Trung Hoa vẫn còn tồn tại trên khắp đất nước hình chữ S như là một minh chứng sống động cho thời kỳ lịch sử khó quên này. Ấy thế nhưng trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam rất mạnh tay trong việc loại bỏ chữ Hán ra khỏi hệ thống chữ viết. Thay vào đó, đất nước hình chữ S đã cho sử dụng loại chữ viết của riêng mình. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với Hàn Quốc. Nhưng với Nhật Bản, một trong những quốc gia từng xâm lược Trung Quốc, thì không. Họ lại sử dụng chữ Hán cho đến tận ngày hôm nay mà chẳng mang thay đổi gì. Chính vì vậy mà gần đây, trên trang mạng Quora.com đã xuất hiện một câu hỏi rất là thú vị. Tại sao người Nhật không bỏ chữ Hán, trong khi người Hàn Quốc và người Việt Nam lại loại bỏ nó đi? Trong topic này, một câu trả lời hết sức chí lý đã được đưa ra. Ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe kỹ đáp án nêu trên để mổ xẻ vấn đề. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho ekip có thêm động lực cho ra nhiều video clip hấp dẫn hơn nữa nhé. Vâng, phía dưới câu hỏi được đăng tải trên trang mạng Quora.com, bạn Jonathan Su Gangtai đã lý lẽ hết sức thuyết phục để lý giải vấn đề hot như sau. Điều kỳ lạ là việc Nhật Bản không quan tâm đến việc loại bỏ chữ Hán có liên quan mật thiết đến sự khác biệt lớn của họ so với Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi sẽ cung cấp một góc nhìn khác hơn so với việc chỉ đơn giản so sánh ngữ âm hoặc âm tiết, vì tôi nghi ngờ rằng đó có thể là một vấn đề lớn hơn rất nhiều. Như chúng ta cũng biết, Nhật Bản có thể là một phần của thế giới Sinosphere, nhưng xã hội Nhật Bản dường như ít bị văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng. Điều này là do Trung Quốc không quan tâm nhiều đến Nhật Bản nhỏ bé và dạn nứt vào thời kỳ trước. Tất cả những gì Nhật Bản có thể làm là cử các phái đoàn trao đổi đến Trung Quốc. Nhìn vào bản đồ Trung Quốc thời nhà Đường, một trong những thời kỳ hoàng kim nhất của nước này, có thể thấy vào lúc huy hoàng, Hàn Quốc và Việt Nam bị Trung Quốc kiểm soát, vì vậy ảnh hưởng của Trung Quốc mạnh hơn ở Hàn Quốc và Việt Nam. Ngoài ra thì, ở một mức độ nào đó, sự phát triển hệ thống chữ viết của người Nhật có sự độc đáo ở chỗ nó bao gồm rất nhiều ký tự Trung Quốc, nhưng do tính chất biệt lập và chỉ thực hiện các nhiệm vụ trao đổi thông tin nên nó hoàn toàn bị cắt đứt khỏi nền văn hóa chính thống của Trung Quốc để thiết lập một nền văn hóa khác hay con đường sang Nhật Bản. Trong khi đó, Hàn Quốc và Việt Nam lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ xã hội và văn hóa Trung Quốc. Họ sử dụng loại chữ Hán chính thống hơn của Hoa Lục. Hơn nữa, Nhật Bản cũng thiếu đi một hệ thống tập trung mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ. Bởi vì trong quá khứ, chế độ quân chủ Nhật Bản, một chế độ quân chủ lâu đời nhất thế giới, chỉ đóng vai trò biểu tượng cho đẳng cấp samurai dẫn đầu. Vậy bạn đã nhận ra tại sao Nhật Bản có hệ thống mạc phủ chưa? Nó cũng dẫn đến việc hệ thống chữ Hán không hề bị bãi bỏ. Nói cách khác, bởi vì không có sự can thiệp nào nên bộ chữ cái kanji đã trở thành một phần quan trọng của di sản ngôn ngữ Nhật Bản. Cùng với các bộ chữ hiragana, katakana, nó đã tạo thành chữ viết tiếng Nhật cho đến tận ngày nay. Còn ở Hàn Quốc và Việt Nam, chớ trêu thay, vì Trung Quốc, người Việt Hàn lại mong muốn có hệ thống chữ viết riêng. Ở Hàn Quốc, vua Sejong đã phát minh ra bảng chữ cái mới gọi là Hangul từ rất lâu, mặc dù việc sử dụng nó chỉ mới được biết đến vào thế kỷ 20. Và tương tự như vậy, ở Việt Nam, tu sĩ dòng người Pháp có tên là Alexandre de Rode đã phát minh ra bảng chữ cái Latin cho tiếng Việt. Nó cũng chỉ mới nổi tiếng vào thế kỷ 20 cho đến tận bây giờ. Và ngày nay, Triều Tiên không còn sử dụng chữ Hanja nữa và Hàn Quốc cũng hiếm khi sử dụng chữ Hanja. Cũng giống như thế, mọi chữ viết tiếng Việt đều chỉ sử dụng chữ Latin. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngạc nhiên vì điều đó, bởi tôi biết rằng nhiều người Hàn Quốc và Việt Nam có lịch sử bài chung lâu đời. Nó góp phần làm trầm trọng thêm sự kỳ thị của việc sử dụng chữ Hán. Chẳng hạn như ở Hàn Quốc ngày nay, hầu hết người dân không quan tâm đến việc học chữ Hanja, mặc dù nó vẫn được sử dụng ở một số lĩnh vực và vùng miền. Và điều tương tự cũng xảy ra ở Việt Nam, khi tâm lý bài chung mang tính chính trị quá lớn, nó đã trở thành một vấn đề. Tất cả là do mối thù lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam với Trung Quốc đã tạo ra điều đó. Vậy nên, ngôn ngữ cũng là thứ được dùng để chống lại Hoa Lục. Nhưng tôi không phải là chuyên gia ngôn ngữ, nên đó là những gì mà tôi có thể nói về vấn đề này. Đúng là điều hơi trớ trêu khi mà Nhật Bản đã cố gắng chinh phục Trung Quốc một cách tàn nhẫn trong Thế chiến thứ hai, lại là quốc gia duy nhất cùng với Trung Quốc và Đài Loan khá tự hào về di sản chữ Hán của họ. Trong khi Hàn Quốc và Việt Nam thì không bao giờ. Nghe qua có thể thấy rằng, anh bạn này cho rằng việc Nhật Bản không loại bỏ chữ Hán ra khỏi hệ thống chữ viết của mình vì ba lý do chính sau đây. Thứ nhất, chữ Hán mà người Nhật sử dụng có sự khác biệt lớn so với chữ Hán của người Trung Quốc. Thứ hai, nội bộ nước này không có bất kỳ can thiệp mạnh mẽ nào vào việc cải cách ngôn ngữ như Việt Nam và Hàn Quốc, nên chữ Hán vẫn tồn tại ở Nhật đến tận bây giờ.
Và sau cùng là mặc dù Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhưng họ không có mối thù bị xâm lăng bởi Hoa Lục như Hàn Quốc và đất nước hình chữ S. Vâng, đây đều là những gì mà chúng ta không thể nào phủ nhận được nếu nhìn vào lịch sử phát triển kéo dài của xứ sở Hoa Anh Đào. Quả thật, chế độ Mạc Phủ đã từng tồn tại ở Nhật Bản từ năm 1192 cho đến năm 1867. Vào thời kỳ này, triều đình Thiên Hoàng chỉ làm bù nhìn nên không quá quan tâm đến các vấn đề quan trọng của đất nước, kể cả việc cải cách ngôn ngữ. Hơn nữa, trong Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng có ghi rõ rằng Nhật Bản là một nước láng giềng của Trung Quốc. Trong thời cổ đại, nước này đã có nhiều mối quan hệ trao đổi với Trung Quốc. Dưới triều nhà Tùy và nhà Đường, nền kinh tế của Trung Quốc phồn vinh, văn hóa phát triển hưng thịnh, Nhật Bản trước sau đã cử đi 13 nhóm khiển đường sứ tới triều đình nhà Đường để học tập. Ngoài ra, một số người đọc sách và hòa thượng Nhật Bản cũng ùn kéo đến thủ đô nhà Đường để học tập các loại kiến thức văn hóa cùng các sách kinh điển của đạo Phật. Sau khi học tập thành công, một số người ở lại triều đình nhà Đường để làm quan, nhưng phần lớn đã về nước rồi tích cực truyền bá văn hóa của triều đại nhà Đường. Cả đến Thiên Hoàng của nước Nhật thời bấy giờ cũng mời những danh sư sang ấy để có thể học tập văn hóa của nước bạn. Đồng thời, Thiên Hoàng cũng bổ nhiệm một số lưu học sinh từ triều nhà Đường trở về trao cho họ trách nhiệm mô phỏng theo các chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa của nhà Đường để tiến hành cải cách trong nước. Chuyện này đã được lịch sử ghi lại với cái tên Đại Hóa Cách Tân. Những người có học ở Nhật Bản tới lưu học tại triều đình nhà Đường đã tinh thông văn hóa Trung Quốc. Họ sử dụng thể chữ Thảo và những bộ chữ Hán để sáng tạo ra một thứ văn tự viết bằng tiếng Nhật gọi là binh giả danh Katakana và phiến giả danh Hiragana. Trong số các chữ này có những chữ Hán mặc dù được để nguyên hoàn toàn nhưng chúng lại bị thay đổi cách đọc so với bản gốc của mình. Như vậy rõ ràng, người Nhật đã chủ động đến học tập nền văn hóa Trung Hoa, nhưng chữ Hán của người Nhật vẫn có sự khác biệt so với chữ Hán của người Trung Quốc về cách đọc cũng như cách phát âm. Còn trong lịch sử thế giới, Nhật Bản cũng là nước đi xâm lược Trung Quốc, chứ không phải là quốc gia bị Trung Quốc xâm lược dã man. Vậy nên, không hề có tư tưởng bài Trung nặng nề. Trong khi đó, sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa tại Việt Nam cũng như trên bán đảo Triều Tiên lại xuất phát từ cuộc chiến tranh xâm lược và cưỡng bức văn hóa do chính Trung Quốc khởi xướng. Và chính vì thế mà, người Việt Nam và Hàn Quốc luôn có tâm lý chống lại sự bá quyền, áp đặt của Trung Quốc trên quốc gia của mình. Nó đã dẫn đến việc cả hai nước Việt-Hàn thẳng tay loại bỏ chữ Hán ra khỏi hệ thống chữ viết chính thức của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng tâm lý bài Trung quá mức có thể khiến cho Việt Nam và Hàn Quốc đối mặt với những vấn đề không hề nhỏ. Ví dụ như, nó làm cho đông đảo người dân của hai nước không thể đọc thành thạo tiếng Trung Quốc. Một ngôn ngữ đã cực kỳ phổ biến bên cạnh tiếng Anh hiện nay. Và nguy hiểm hơn nữa là nó có thể khiến cho sự căm thù Trung Quốc tăng cao, gây nên những mâu thuẫn không đáng có giữa nhân dân các nước. Và điều này sẽ tạo ra rào cản lớn trong việc giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa và các lĩnh vực quan trọng khác của đất nước. Vậy nên thiết nghĩ rằng chúng ta nên gác lại quá khứ, hướng đến tương lai để có thể làm bạn với một quốc gia hùng cường như Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ hòa nhập chứ không hòa tan. Việt Nam vẫn nên giữ lấy cốt cách văn hóa của riêng nền văn hóa độc đáo của chính mình. Hiện tại Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với GDP 17.700 tỷ đô la. GDP của Trung Quốc vượt xa Đức, gấp gần 4 lần. Với đà phát triển hiện tại, chẳng mấy chốc GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Cụ thể, theo các chuyên gia đó sẽ là 2037 và đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn đấu tranh để giành sổ hộ nghèo. Giới lãnh đạo quốc gia này luôn khẳng định rằng Trung Quốc là quốc gia đang phát triển. Mới đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã một lần nữa nhắc lại điều này trong một cuộc họp báo. Cụ thể, ông nói, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng về tổng thể, Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển. Điều này dựa trên cả điều kiện quốc gia và luật pháp quốc tế vững chắc. Là một nước đang phát triển, quyền lợi của Trung Quốc không nên bị bất kỳ quốc gia nào tước đoạt. Đồng thời với sự phát triển sức mạnh quốc gia của mình, chúng tôi đang tích cực đóng góp ngày càng nhiều hơn vào việc thúc đẩy tiến bộ của nhân loại và phát triển toàn cầu. Vậy các bạn có thắc mắc tại sao Trung Quốc không thừa nhận mình là nước phát triển hay không? Tại sao họ phải giả nghèo, giả khổ với thế giới? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi thú vị này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết đến là một người cực kỳ ghét Trung Quốc. Ông từng có một câu nói thế này. Nếu Trung Quốc được xem là quốc gia đang phát triển thì Mỹ cũng vậy. Việc Trung Quốc luôn tự nhận mình là quốc gia đang phát triển chính là một trong những lý do khiến Trump không ưa Bắc Kinh và dồn dập ra đòn trừng phạt cho đến khi ông rời ghế. Trung Quốc khẳng định mình chưa giàu là nhằm được hưởng những đặc quyền mà thế giới đã cam kết.
Là một nước đang phát triển, Trung Quốc hiện được miễn trừ phòng vệ thương mại và chống bán phá giá từ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới WB và hỗ trợ kỹ thuật và kinh tế từ các tổ chức quốc tế, được áp mức thuế thấp hơn đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước này, cũng như hỗ trợ nông nghiệp từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, và đặc biệt là không phải chịu nhiều áp lực quốc tế trong việc cắt giảm phát thải carbon. Đầu tiên, việc giữ khăng khăng cuốn sổ hộ nghèo giúp Trung Quốc hưởng rất nhiều ưu đãi trong thương mại quốc tế. Bắc Kinh được hưởng các quyền lợi đặc biệt và khác biệt như được miễn các yêu cầu tự do hóa thương mại nhất định, duy trì các chính sách bảo hộ về thuế quan và trợ cấp nông nghiệp trong các cuộc đàm phán thương mại. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể áp đặt mức thuế quan cao hơn với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế phát triển hơn. Ngược lại, hàng của họ xuất đi sẽ được miễn thuế rất nhiều ở quốc gia khác. Là quốc gia nằm trong top xuất khẩu cũng như nhập khẩu lớn nhất thế giới, đây ắt hẳn là món hời mà Trung Quốc không thể từ bỏ. Tưởng tượng gia đình bạn bán cái gì cũng được ưu tiên xuất giá cao, đi mua hàng thì được giá ưu đãi, chả mấy chốc sẽ giàu to. Đối với việc giải quyết tranh chấp, WTO cũng đã được khuyến khích dành sự quan tâm đặc biệt đối với tình hình của các nước thành viên đang phát triển. Các nước đang phát triển có thể yêu cầu Tổng Giám đốc WTO đứng ra làm trung gian hòa giải trong trường hợp có tranh chấp với nước phát triển, cũng tức là nhà bạn nghèo thì bạn được chủ tịch bảo kê, có tranh chấp thì chủ tịch đứng ra hòa giải giúp cho bạn. Bạn được xem là kẻ yếu trong các cuộc tranh chấp nên kiểu gì cũng sẽ được châm trước phần nào. Là một trong những nước đang phát triển, Trung Quốc cũng được hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới, tương tự như quỹ xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn vậy. Bên cạnh đó là hỗ trợ về kỹ thuật và kinh tế từ các tổ chức quốc tế để thoát nghèo. Tưởng tượng nếu mất sổ hộ nghèo thì các nhà máy nước ngoài đặt ở Trung Quốc sẽ không còn nhận được ưu đãi, không còn chính sách miễn thuế, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và có tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ phải chịu gánh nặng. Và điều này có thể dẫn đến việc di rời nhà máy sản xuất ở Trung Quốc sang các nước đang phát triển khác. Là công xưởng thế giới thì đây sẽ là thảm họa với Trung Quốc, và sự thật là nó đang diễn ra dưới áp lực của Mỹ. Vậy nên Trung Quốc phải tìm cách kìm chân các nhà đầu tư lâu được chừng nào hay chừng đó. Chừng nào mà còn giữ được sổ hộ nghèo thì người dân Trung Quốc vẫn còn việc làm tại các nhà máy. Còn nếu không thì sẽ thất nghiệp hàng loạt cho quốc gia tỷ dân. Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực quốc tế trong việc cắt giảm lượng khí thải carbon nếu nước này được phân loại là một quốc gia phát triển. Do tình trạng vẫn đang phát triển của mình, Trung Quốc đang được hưởng sự linh hoạt hơn trong việc quyết định tốc độ giảm phát thải carbon. Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới vào năm 2005. Năm 2021, lượng khí thải carbon của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 13.078 triệu tấn, vượt xa mức 5.289 triệu tấn của Mỹ và 3.438 triệu tấn của Liên minh châu Âu-EU. Để giảm lượng carbon phát thải được như Mỹ hay châu Âu, với Trung Quốc là quá khó khăn. Chỉ có cách là họ đóng cửa hết nhà máy thì may ra. Vậy nên giữ được sổ hộ nghèo để không bị kiểm tra là cách hay nhất nhằm kéo dài thời gian cho họ. Còn rất nhiều quyền lợi khác nữa. Với Trung Quốc, những điều kể trên chắc chắn là món hời lớn mà cuốn sổ hộ nghèo mang lại cho Bắc Kinh. Vậy nên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định các quyền lợi ưu đãi là nền tảng quan trọng của hệ thống thương mại toàn cầu. Dĩ nhiên bên cạnh quyền lợi thì còn có thêm việc chối bỏ trách nhiệm. Là một nước phát triển, bạn phải có trách nhiệm đóng góp rất nhiều vào các quỹ chung của thế giới. Đóng góp ở đây là ở mọi mặt, không chỉ là kinh tế. Vậy nên cứ nhận mình nghèo thì sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ lá lành đùm lá rách, bớt đi phần nào gánh nặng cho bản thân. Vậy câu nói là Trung Quốc thực sự đang ở đâu giữa làn danh quốc gia đang phát triển và quốc gia phát triển? Đây là câu hỏi rất khó, bởi vì chính WTO cũng chưa đưa ra bất cứ khái niệm nào để khoanh vùng các quốc gia đang phát triển. Thuật ngữ này được Liên Hợp Quốc đưa ra dựa trên 3 tiêu chí. Theo Liên Hợp Quốc, định nghĩa các nước đang phát triển là những nước có mức sống thấp, các cơ sở công nghiệp nhỏ và các chỉ số khác thấp như là tuổi thọ, phổ cập giáo dục, thu nhập bình quân đầu người. Nhưng cũng phải nói là những quy tắc này khá mông lung. Còn lại, việc xác định quốc gia đang phát triển thông qua phương thức tự ứng cử và cơ chế phán quyết tranh chấp của tòa phúc thẩm, cũng tức là dựa vào sự tự giác. Nếu đã phát triển thì tự nộp đơn để chấm dứt đặc quyền. Việc này dẫn tới là nhiều nước tự nhận mình là quốc gia đang phát triển để được kéo dài quyền lợi. Mỹ có thể gây sức ép buộc một số nước phải nộp đơn thoát nghèo, nhưng với Trung Quốc thì họ không cần phải lo sợ Mỹ. Và thực tế nếu Trung Quốc không từ bỏ sổ hộ nghèo thì cũng chả ai làm gì được họ, vì Bắc Kinh có lý lẽ riêng. Nhìn vào tầm ảnh hưởng của Trung Quốc hiện tại, quốc gia này không khác gì một siêu cường bậc nhất trên thế giới, nhưng họ vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định.
Tương tự các quốc gia đang phát triển như ô nhiễm khắp nơi, hiện hơn 200 triệu người dân vẫn dùng những nguồn năng lượng phát thải cao ô nhiễm. Không những vậy, chỉ số phát triển con người của Trung Quốc chỉ đứng thứ 79 trên 191 quốc gia, xếp hạng dưới cả Sri Lanka và Iran. Trong khi đó, nước này vẫn phụ thuộc vào than đá, một nhiên liệu gây ô nhiễm ít được sử dụng ở châu Âu và Mỹ. Theo Ngân hàng Thế giới, dù Trung Quốc sắp chuyển từ nước có thu nhập trung bình thành thu nhập cao, nhưng điều này vẫn không thể làm lu mờ các đặc điểm của một quốc gia đang phát triển ở nước này. Ví dụ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã ước tính rằng phải đến năm 2030 Trung Quốc mới có thể đảm bảo khả năng tiếp cận, nấu ăn bằng năng lượng sạch cho tất cả người dân. Hơn nữa, tính theo đô la, Trung Quốc vẫn còn cách xa mức thu nhập tiêu chuẩn của các nền kinh tế phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Đáng chú ý hơn cả, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc hiện bằng một nửa so với Bồ Đào Nha và tương đương với thu nhập trung bình của thế giới. Do vậy, chúng ta cần nhìn nhận Trung Quốc như một trường hợp đặc biệt khi kết hợp các đặc điểm của các nước phát triển và đang phát triển. Đó là siêu cường lai duy nhất của thế giới. Năng lượng là một minh chứng cụ thể cho nhận định này. Tương tự với mức thu nhập, Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn phát triển khi mà nước này dựa vào việc sử dụng năng lượng ngày càng nhiều để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo IEA, Trung Quốc sẽ cần nhập thêm gần 20% năng lượng năm 2040 và điều này trái ngược với nền kinh tế tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu khi mà lượng tiêu thụ năng lượng của họ được dự báo sẽ giảm. Dù sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như than đá, dầu mỏ và năng lượng tái tạo, Trung Quốc vẫn phải nhập phần lớn năng lượng, ảnh hưởng đến cách tiếp cận của nước này đối với Trung Đông và các nước xuất khẩu năng lượng khác, trong đó có cả Nga. Nhưng nỗ lực ngoại giao gần đây của Bắc Kinh như làm trung gian nối lại quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran được cho là liên quan đến nguồn cung cấp dầu mỏ từ khu vực này. Trái lại với hình ảnh, những tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải và nhiều tiến bộ khác, tình trạng nghèo đói vẫn đè nặng hàng triệu hộ gia đình Trung Quốc, nhất là khu vực nông thôn. Và bên cạnh đó, Trung Quốc còn gặp một số rào cản như bẫy thu nhập trung bình cũng như muôn vàn khó khăn khác cần phải vượt qua để khẳng định mình trên trường quốc tế. Trong con mắt quốc tế, Trung Quốc hẳn là cường quốc. Xét về quy mô nền kinh tế, sức sản xuất, khả năng sáng tạo và sự ảnh hưởng của quốc gia này, thậm chí còn có ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong vài chục năm tới. Nhưng công bằng mà nói thì rất khó để khẳng định rằng cái mác đang phát triển của Trung Quốc hoàn toàn là giả dối.